Chào các bạn, trên H1 các bạn có thể thấy rằng Bitcoin đang trong một kênh tăng giá và hiện tại giá đang có xu hướng hồi về. Vì thế chúng ta sẽ canh mua lên theo xu hướng tăng hiện tại của BTC. Vùng canh mua tiềm năng là vùng support hay còn gọi là vùng hỗ trợ, vùng mà mình để màu xanh, có nghĩa là vùng giá 34.800 đô. Anh em ta kiên nhẫn đợi giá xuống tại vùng này và các bạn hãy để ý hành động giá tại đây nhá. Nếu thấy tín hiệu tăng, hãy mua lên theo xu hướng của Bitcoin nhá. Phe mua sẽ tập trung lại tại cái vùng giá này rất là nhiều đấy. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật liên tục khi có những tín hiệu mới về BTC. Tất cả các chiến lược đều tốt nếu được quản lý đúng cách. Hãy luôn luôn tuân theo cái kế hoạch giao dịch của bạn về quản lý rủi ro nhá. Chúc anh em may mắn. Team Future luôn cho anh em người mới join vào nhá.